Dạ, xung quanh khu vực nội khu của bên con đường Phạm Văn Nghị và Bùi Văn Đoàn cũng đã có những cái bảng LED nữa ha, để chào mừng cho buổi lễ khai trương phố ẩm thực thương mại Sky Garden diễn ra vào cuối tháng này. Ở buổi tối lên hình lên đèn rất là đẹp nha quý vị ha. Dạ, Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Hiện tại thì Dương đang có mặt ở phía trước trung tâm thương mại Crescent Mall thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Thì hôm nay Dương quay trở lại với trung tâm thương mại Crescent Mall để gửi đến quý vị thêm một video clip nữa và trung tâm thương mại lớn nhất tại quận 7 cũng như là khu vực phía Nam Sài Gòn. Kèm theo đó là sẽ gửi cho quý vị xem cái không khí của siêu thị Eon Mall ở bên dưới tầng trệt của trung tâm thương mại Crescent Mall sau 4 tháng mở cửa thì hiện tại bây giờ như thế nào quý vị ha. Thì hôm nay là một buổi sáng thứ bảy cuối tuần. Thì trước màn hình của mọi người đây là cái mặt tiền của trung tâm thương mại Crescent Mall nằm ở trên đường Nguyễn Văn Linh. Thì khu vực này mới được sửa sang lại quý vị ha. Đây là một cái diện mạo rất là mới tại mặt tiền của trung tâm thương mại Crescent Mall. Hồi trước thì khu vực này nó chỉ là một cái khu vực đất trống thôi, lát gạch thôi ha. Còn bây giờ thì đã trang trí thêm những cái mái vòm cách điệu rất là đẹp luôn, và rất là nhiều cái khu vực để cho quý khách hàng có thể ngồi nghỉ và chụp hình check in ha, rất là đẹp luôn. Thì đây là toàn cảnh mặt tiền, một cái hình dáng rất là đẹp luôn ha, cả trung tâm thương mại Crescent Mall. Thì trung tâm thương mại Crescent Mall thì có 3 cổng vào nha quý vị. Hiện tại em đang đứng đây đó là cổng Nguyễn Văn Linh. Có một cổng nữa bên hông đó là cổng con đường Nguyễn Khắc Viện, và con đường phía sau á là con đường Hoàng Văn Thái. Thì ba cổng để có thể đi bước vào trong trung tâm thương mại Crescent Mall được. Rồi bây giờ thì Dương sẽ bước vào phía bên trong nha. Trước khi mà xuống khu vực tầng hầm để quay về cái siêu thị Aeon bên dưới á, thì Dương sẽ đi một vòng tại những cái shop ở bên dưới tầng trệt trước cho quý vị tham quan nhé. Cho những quý vị nào mà chưa biết về trung tâm thương mại Crescent Mall thì có thể trải nghiệm được cái không khí và cái không gian bên Crescent Mall như thế nào. Rồi đây là cái cổng bước vào tại cổng chính Nguyễn Văn Linh nha quý vị. Trong video clip lần này thì Dương cũng sẽ gửi đến quý vị thông tin ha. Sắp tới thì là cuối tháng 8 và cũng coi như là đầu tháng 9 á, thì sẽ có một siêu thị Aeon nữa khai trương ở trong một trung tâm thương mại rất là mới tại quận 8 nha quý vị. Kèm theo đó là một khu vực phố ẩm thực rất là lớn, rất là hoành tráng, sẽ chuẩn bị được khai trương luôn vào cuối tháng 8 này tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thì những cái chương trình đó thì Dương sẽ gửi trong video clip sau. Dạ, đây là không khí phía bên trong nha. Dạ, Crescent Mall quận 7 thì bao gồm có 5 tầng nha quý vị. Dạ, dạ đây ạ. Thì Dương sẽ gửi cho quý vị một vài thông tin về trung tâm thương mại lớn nhất quận 7. Thì trung tâm thương mại Crescent Mall thì được khai trương vào năm 2011, cách đây là gần 13 năm quý vị ha. Thì đây là một trong những trung tâm thương mại đầu tiên tại Sài Gòn và rất là hoành tráng luôn. Một điều đặc biệt đó là thuộc quyền sở hữu của công ty Phú Mỹ Hưng ha, một công ty xây dựng nên trung tâm thương mại này, và đây là một trung tâm thương mại của Việt Nam nha quý vị, không phải của nước ngoài đầu tư. Thì ngoài trung tâm thương mại Crescent Mall thì ở quận 7 có những trung tâm thương mại như là Paragon và SC Vivo, thì những trung tâm thương mại đó không thể lớn bằng Crescent Mall được. Dạ, cách đây một vài năm thì Crescent Mall quận 7 cũng đã có một lần được mở rộng hơn quý vị, để trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Sài Gòn và quy tụ hầu như tất cả những cái nhãn hàng, những thương hiệu lớn trên thế giới tại trung tâm thương mại Crescent Mall quận 7 ha. Dạ, đây là hát anh em mà quý vị. Tại đây thì cũng có rất là nhiều thương hiệu lần đầu tiên khi mà về Việt Nam á, về Sài Gòn á, sẽ mở những cái cửa hàng đầu tiên tại Crescent Mall. Bên kia là Muji Nhật Bản, và bên dưới kia sẽ có Uniqlo đúng quý vị. Thường thì trung tâm thương mại Crescent Mall sẽ đông đúc ha, và vào tầm 10-11 giờ trở đi,
Còn buổi sáng thì cũng hơi vắng một xíu ha. Từ 11 giờ trưa trở đi cho đến tối 9-10 giờ khuya ha quý vị. Rất là đông đúc luôn, nhất là những ngày cuối tuần. Và sẽ ví dụ như vào những cái ngày lễ Trung Thu, Noel thì cũng có những chương trình lễ hội rất là lớn tại đây. Và những cái nhiều tiểu cảnh được trang trí để thu hút thêm khách hàng đến tham quan cũng như là trải nghiệm. Dạ, đây là những gian hàng về mùa Trung Thu năm nay quý vị. Dạ, đây là thằng trệt ạ. Trung tâm thương mại Crescent Mall thì nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là một khu đô thị gần như là hiện đại và sang trọng bậc nhất của Sài Gòn, nên trong trung tâm thương mại này sẽ không thiếu bất cứ một cái thương hiệu thời trang hoặc những nhà hàng ẩm thực nào nổi tiếng cả. Ở đây là có thể gần như là đầy đủ luôn quý vị. Có Hadi Lao ha, trên tầng 5 ha. Rồi những thương hiệu thời trang lớn thì đều tập trung tại trung tâm thương mại Crescent Mall này. Bên SC Vivo thì sẽ nhỏ hơn và quy mô không bằng bên Crescent Mall đâu ạ. Thâm Niên tồn tại gần 13 năm và được quản lý chủ đầu tư là công ty Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều lồng đèn lên. Lồng đèn của năm nay, Tết Trung Thu năm nay cũng còn khoảng cỡ tầm gần một tháng nữa thôi là sẽ đến Tết Trung Thu rồi. Vừa qua rằm tháng 7 nha quý vị. Thường thì ở trung tâm thương mại Crescent Mall sẽ có những chương trình đó cho các bé trải nghiệm rất là nhiều luôn, cuối tuần đó, rất là đông. Đây là đồ chơi, những cái lồng đèn, bên kia lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh quá trời. Những lồng đèn trời, những cái lồng đồ tre kìa, nhỏ xíu à. Có những cái, trên đó có gắn những con thỏ bông. Cái này thì không biết là có rớt được hay không, hay là chỉ là những hàng trưng bày thôi ta nhờ. Lồng đèn và bánh trung thu. Dạ, đây là khu vực tiểu cảnh để chụp hình check-in mùa trung thu năm nay tại Crescent Mall. Có một cái mặt trăng ở bên giữa rất là lớn luôn và cũng đang xoay nha quý vị. Bên kia là những con cá nè, những cái lồng đèn, rồi những cái áng mây rất là đẹp luôn. Đứng bên ngoài chụp hình thôi quý vị ha, không được bước lên trên Và từ đây lên phía trên lúc nào cũng sẽ trang trí các chủ đề theo mùa, theo lễ hội tại đất nước mình ha. Trên kia cũng có mặt trăng kìa. Đây là mặt trăng hình 3D rất là lớn luôn. Muji, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đây cũng là cửa hàng Muji đầu tiên tại Việt Nam quý vị. Được mở tại Crescent Mall là cũng chắc gần 2 năm rồi. Trong này thì có những mặt hàng giá trị á. Mọi người nhìn mọi người có thể là không tin được luôn. Có những cái đôi đũa, những cái muỗng mà lên có thể giá đến tới vài trăm ngàn, 300-400 ngàn luôn ha. Bên trong Muji thì lên đi lên tầng 2 cũng có luôn. Dạ, bên trong Crescent Mall thì có đến vài trăm cái cửa hàng thương hiệu quý vị, nên khi nào quý vị muốn vô đây mà tìm một cái cửa hàng, một cái shop nào mà mình muốn tìm á, thì có thể là đây sẽ có một cái bảng mời hình la LED ha, mọi người có thể tìm trên này được luôn. Ví dụ như là có những cái menu nè, đó danh sách cửa hàng nè quý vị. Đó, mọi người tìm ha, ví dụ như là giờ mình tìm về Nike đi ha, trên này thì sẽ cho mình biết được cái cửa hàng nó nằm ở đâu. Nike ha, đó sẽ biết được là nằm ở tầng, cửa hàng nằm ở tầng 3. Đó, như vậy là giờ hoạt động ha, cho quý vị có thể là dễ tìm đến cửa hàng hơn. Tại vì trên này số lượng cửa hàng lên đến tầm 300-400 cái cửa hàng thương hiệu luôn. Đây là cái bản đồ chi tiết từ tầng G, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6.
mọi người có thể nhìn thấy được ha, cái danh sách cửa hàng kìa, tầng 2 này. Ẩm thực mua sắm giải trí tầng 3, ẩm thực mua sắm giải trí luôn ha. Vô tầng 5 đi. Scotty CGV nè, tầng 6 đó ha. Có cái bảng này rất là tiện luôn á, để quý vị có thể tìm được cái nơi mà mình muốn đến trong một trung tâm thương mại rộng lớn như thế này ha. Các trung tâm thương mại khác thì không biết thế nào, còn riêng Crescent Mall quận 7 và những ngày cuối tuần thì lúc nào cũng rất là đông vui nhộn nhịp. Có cái xe lửa chạy trên tầng 5 quý vị, đưa du khách đi vòng vòng tham quan ha. Vé nhưng nhớ không nhầm đó là 50.000 một lượt. Bên kia là nhà sách Phương Nam ạ. Dạ Dương đang đứng trên tầng 5 quý vị ha. Trên này là có một khu vực ở food court rất là rộng lớn và rất là sạch sẽ, rất là thoáng luôn. Đây là khu vực có thể là quý vị order từ các cửa hàng ẩm thực xung quanh và ngồi tại khu vực trung tâm này để dùng ha. Khu vực rất là rộng lớn, sạch sẽ, thoáng, rất là nhiều ánh sáng luôn. Khu vực food quarter nhìn từ phía xa, không gian rất là mở luôn, và bên dưới đó là những tầng khác. Rồi bây giờ Dương mời quý vị qua khu vực bên này ha. Quý vị có nhìn thấy bên dưới nền gạch không ạ? Đó, đây là cái ranh giới ha. Khu vực này là khu vực hồi trước sẽ không có đâu quý vị. Về vài năm trở lại đây thôi thì các sân mô đã mở rộng qua đến tận bên này luôn. Thế khu vực này là gọi là khu vực mới nha. Hồi trước là chỉ nằm bên phía bên kia thôi. Mọi người có thể một tòa tưởng tượng ha, một tòa nhà mà đến 5-6 tầng hoành tráng này mà họ có thể mở rộng ra xuyên suốt qua phía bên này nữa thì thực sự đó là quá là đẳng cấp rồi. Đang sớm nên cũng hơi vắng. Dạ rồi, bây giờ Dương sẽ đưa quý vị ha bước xuống dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Crescent Mall. Khu vực dưới đây thì tầng hầm sẽ có hai cái khu vực chính, đó là một cái siêu thị Aeon và một cái khu vui chơi Tiny World cho các bé. Dạ, trước mặt đó là siêu thị Aeon ạ. Bây giờ là 11 giờ kém quý vị ha, rất là đông đúc rồi. Trước khi Aeon mở tại đây á thì dưới đây cũng là siêu thị luôn, nhưng mà siêu thị đầu tiên tại Crescent Mall đó là siêu thị Auchan của Pháp, sau đó chuyển nhượng lại cho Coop mở một siêu thị đại siêu thị dưới đây là Coop Extra, sau đó thì cuối cùng bây giờ hiện tại đang là của Aeon khai thác. Đã trải qua 3-4 đời siêu thị rồi quý vị. Rồi trước mặt ha, đầu tiên giống tất cả các siêu thị Aeon đi, Aeon khác thôi, lúc nào cũng là khu vực sushi, là bước vào là khách hàng sẽ thấy đầu tiên luôn ha. Và khu vực hấp dẫn nhất của Aeon rất là nổi tiếng luôn ha, nó là nhiều cái sushi hiện tại bây giờ đã được trưng bày lên đây rồi. Các bạn đầu bếp, các bạn trong bếp á, cũng là ra thêm rất là nhiều món luôn. Hôm nay ngày cuối tuần thứ bảy và chuẩn bị đến giờ trưa rồi ha, nên rất là nhiều cái món ăn được chế biến xong và đưa lên cho khách hàng nóng hổi tươi mới, rất là ngon. Đó, sushi là bây giờ thấy không còn chỗ nào để luôn rồi đó. Chỗ nào mà có khách hàng lấy ha, khay nào là bắt đầu là refill khay đó lên liền luôn. Giá thì niêm yết rõ ràng ha, lúc nào cũng sẽ có số lẻ phía sau á. Giá từ 100 mấy, 200, 200 mấy tùy theo set, có set family cho gia đình, rồi set riêng lẻ. Rồi bên này thì là những cái phần sushi lẻ nè, bán theo cái nha quý vị. Khu vực
Crescent Mall quận 7, Phú Mỹ Hưng là nơi tập trung rất là đông người nước ngoài sinh sống, nhất là người Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Nên vì vậy món ăn này rất là được đón nhận luôn kìa. Đây là khu vực bánh ngọt. Quá trời là những loại bánh hấp dẫn luôn ha. Trong Bayon thì nổi tiếng thứ nhất là về sushi, thứ hai là về quầy bánh rất là đa dạng luôn, phải đến vài trăm loại. Đến đây mà thơm phức luôn á. Donut cà ri bò bằm 14.700. Donut sô cô la 14.700 ha. Đốt san 14.700, lúc nào cũng lẻ lẻ quý vị. Bánh mì ngũ cốc 15.000. Bên này là những cái dòng mà bánh mặn có kẹp thêm xúc xích, phô mai, thịt xông khói. Sandwich trứng kẹp thịt xông khói phô mai 29.400. Và hot dog phô mai 29.400. Rất là nhiều các loại bánh hấp dẫn. Danish kem phô mai long nhãn 24.500. Đứng đây là ngây ngất mùi thơm. Rồi phía bên trong này nữa nè. Quá trời các loại bánh luôn ạ. Khu vực đây là khu vực bán cả cà phê barista bean. Bánh pizza, bánh mì, rồi sandwich. Đầy đủ hết quý vị. Bán từng miếng 44.000. Bánh tart trứng này. Cheese tart kiểu Nhật 25.500. Cream cheese 24.500. Đây là khu vực này các bé rất là thích luôn ha. Không những ngon mà cũng rất là nhiều màu sắc nữa. Khu vực tính tiền các loại bánh. Vô trong Aeon á, được một cái á, quý vị theo phong cách Nhật ha. Tất cả quý vị có thể mang túi sách, ba lô, bóp ví mang vào thoải mái. Họ không có cần phải niêm phong lại đâu quý vị. Theo kiểu tự giác ha. Nhưng mà thực sự là vẫn có những anh bảo vệ kiểm soát ha. Nhưng mà như vậy làm cho khách hàng có thêm cái cảm giác trải nghiệm rất là thoải mái hơn. Đó, về bán bánh trung thu này. Đẹp quá ha. Các loại bánh trung thu rất là nhiều màu sắc luôn. Mấy trăm ngàn. Đến 1-2 triệu cũng có luôn ạ. Bảng giá trên kia ha. Rất là nhiều loại rồi. Quay sơ sơ cho quý vị xem thôi. Quay giá từng loại thì chắc là video rất là dài luôn ha. Bên này cũng có bánh đây ạ. Bánh trung thu. Đây, quay sơ sơ vài bánh của Kindo ha. 102.000, 98.106.000 nè. Đó, Kindo thì bây giờ có mặt ở khắp mọi nơi rồi, siêu thị, ở cả bên ngoài nữa. Màu sắc hộp cũng rất là đẹp luôn ha. Mỗi năm thì thiết kế bao bì nhãn mác mới lạ, chứ không cũ quá thì khách hàng chọn những thương hiệu khác, tại vì là quá trời nhiều cái thương hiệu luôn rồi. Bánh trung thu 75.000 nè quý vị, 72.000, 67.000. Bánh trung thu đậu xanh một trứng 67.000. Nhiều loại rồi. Giá thì chắc là nhân nghĩa siêu thị nào cũng giá như nhau thôi. Đây có
quầy salad tự chọn này. Đó, ghi là salad 3 nha quý vị. Ở đây thì cứ gấp bất cứ topping nào thì cân lên cũng tính là 19.000 đồng 100g. Đó. Bước đầu tiên là mình chọn các loại rau salad, sau rồi thêm rau củ trái cây, thêm các loại hạt, thêm protein. Đó là cách hướng dẫn của bên siêu thị ha. Sau đó mình cứ cân lên thôi. Đồng giá 19.000 100g. Mọi người muốn chọn cái topping nào cũng được hết. Nó bên trong này thấy có những loại như là thịt luộc nè, thanh cua nè, xúc xích nè, trứng nè, rồi thịt nguội, ba chỉ bò, tôm, rồi những quả cà chua, quả ô liu, rất là nhiều các loại rau ha. Đây cũng bán cái set, đây là set rồi quý vị. Này là đã đóng hộp sẵn rồi. Giá thì cũng khác nhau ha, 24.000, 39, 35.000, 44.000. Tùy bên trong có những topping gì mix với nhau thì giá sẽ khác nhau. Rồi bước vào trong khu vực bên kia là khu vực ăn uống nha quý vị. Còn đây là khu vực bán hàng đồ tiêu dùng bình thường. Tôi dẫn quý vị qua khu vực ăn uống, khu vực mà lúc nào cũng được khách hàng đón nhận và tập trung rất là đông. Đây là khu vực ăn uống nè. Đó, rất là nhiều các món. Thực sự nó sẽ không lớn như là bên mall ha. Đây chỉ là siêu thị tinh gọn thôi, một cái hình thức kinh doanh mới của Aeon á. Nhưng mà cũng rất là nhiều món ăn cho quý vị trải nghiệm. Chắc là phải rất vài trăm món không ít đâu quý vị. Đó, khu vực ha. Bento, nhiều món ăn bento của Nhật, bento cá hồi nướng, đầy ắp trên line luôn. Mì xào Omusoba 39.200, bento chahan 44.100, kèm theo đó là các loại nước, nước uống của Nhật, dùng phải tiếng Nhật không mà. Oolong Tea 25.000 một chai. Đây là quầy của Japan Food ha. Sẽ có những quầy như là Korean Food, China Food và những quầy về ẩm thực Việt. Bên này là kimbap. Miến trộn Hàn Quốc thịt heo 39.000. Có những tem màu đỏ là promotion khuyến mãi. Pad Thai 32.000. Rất là nhiều các loại món ăn của rất là nhiều cái nền văn hóa đều có tại Aeon. Mì ý xuất bò bằm 34.300. Sản phẩm dùng nóng sẽ ngon hơn. Tất nhiên khu vực này sẽ có microwave cho quý vị quay lại ha. Wow, gì đây ta? Đây, qua khu vực Korean Food rồi. Mì sốt tương đen. Đây là phần mì sốt kèm thêm một ít dưa leo và nước sốt bên trong. 34.300 quý vị. Cơm gà sốt tương tỏi. Hấp dẫn quá. Để quay tất cả các món cho quý vị chắc là phải đến trưa. Thực sự là quá nhiều món ha. Và review liên tục. Buổi trưa khác món, buổi chiều cũng có những món khác nữa.
giá dao động 30 mấy nghìn cũng có, lên đến đây là những phần cơm bò thì nó mắc hơn một xíu, 63.800 ha. Đây là những cái quầy về đồ chiên, thì lần trước Dương đã quay video cho quý vị vào 4 tháng trước rồi. Giờ Dương lướt sơ sơ lại ha, làm món nem cua bể nè, rồi chả giò bò lá lốt, rồi dồi sụn chiên. Cái này thì bán theo Dương xem cái nào, bán theo xiên ha. Rất nhiều món luôn. Bánh gạo lắc phô mai 19.600, chắc là 100 gram. Và bên này là đùi gà hấp hành bán theo 100 gram 13.700, sườn nướng sốt mật ong 34.000. Rồi Dương đang ở quầy, đây là Vietnamese food, là quầy những món ăn thuần Việt đây ạ. Sườn gà xào sa tế, măng xào thịt. Trời ơi thơm, quá là thơm luôn quý vị. Không dùng tay để lấy thức ăn, đó phải dùng kẹp nha. Có hướng dẫn hết. Thịt kho tiêu, sườn răm mặt, thịt kho tàu. Bên này cũng bán theo, Dương thấy ghi là sao ta, 100 gram luôn à. Mọi người lấy khay ha, lấy món ăn, sau đó tính tiền. Thịt, rồi trứng, rồi cá, rồi hải sản đều có đủ, thịt bò, thịt gà, thịt heo ha, gà rô ti à. Bên này là cá lóc kho, cá ba sa kho 17.600. Ai bận rộn đó, vô đây có thể mua từng khay, từng bịch, từng hộp về ăn. Chế biến thì nhưng là không lo rồi, về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là nguồn gốc ở những siêu thị lớn như thế này ha, chuyện Nhật Bản thì không phải lo rồi ạ. Cơm chiên có đủ luôn ạ. Cơm chiên Dương Châu, cơm chiên dưa bò, cơm chiên dưa bò 14.700, cơm chiên hải sản 14.700, cơm trắng luôn 2.900 100 gram, 29.000 một ký. Dạ, không thể thiếu những khu vực bán thực phẩm chay ha, vegetarian food, thì có như là rau xào tập cẩm nè, đồ kho chay, trong đó khổ qua, rồi các loại rau cô ve, đậu hũ, cà rốt, củ cải. 7.100 gram cũng rất là hợp lý luôn ha. Đậu hũ kho tương cũng 7.000 luôn ạ. Cái này có mì xào nè, mì xào chay 7.800 100 gram, và cơm chiên lá quế chay 9.000 đồng 100 gram. Cái này Dương thấy có một cái khu vực ghi là ẩm thực mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan thì thêm, chắc là sẽ thêm những cái món chay nhiều hơn. Canh khoai mỡ 11.700 một hộp, canh chua chay 10.000 một hộp. Ẩm thực mùa Vu Lan ạ. Nè, ngoài ra cũng có những cái hộp mà làm sẵn nè quý vị. Bún chả giò chay cũng chỉ 25.000 thôi. Giá rất là hợp lý cho đồ chay quý vị ha. Ở bên này thì đồ mặn rồi, bún nem nướng ạ. 24.500. Rồi, quá nhiều món nên để nhiều khi là hơi lộn xộn một xíu. Qua cơm tấm, xà bị trưởng, sườn bị chả đó quý vị, 54.000, trong đó có sườn non, sườn nướng nè, một miếng chả nè, một trứng ốp la nè, kèm theo đó là rau ha, 54.000, giá cũng hơi cao. Cơm tấm xà bị trưởng, cơm tấm sườn bị chả. Còn rất là nhiều cái khu vực ha, bán đồ chiên xào. Rồi một khu vực ghi là cơm chiên gà móng tỏi, cơm chiên gà móng tỏi nóng hổi, chiên tại chỗ quý vị. Đó, chiên vàng ống luôn ha, ăn kèm với một cái đùi gà móng tỏi 44.100 một phần. Bên này ha, có những cái phần như là tốt
tteokbokki truyền thống, chả cá Hàn Quốc. Thì cân khay làm giữ nóng nha quý vị. Đó, những món này là lúc nào cũng phải nóng mới ngon, nên là mua tại khu vực này thì sẽ được làm nóng. Tteokbokki phô mai cay 29.400. Tteokbokki phô mai cay size L 39.200 ha. Hấp dẫn. Rồi, những món tô, đồ ăn, món nước thì tập trung khu vực này. Chắc là dừng nước sơ sơ qua quý vị ơi, nhiều quá. Mọi người thấy tràn ngập luôn. Chỉ cần đi những bụi thơm mình đây cũng đã làm cho mình sao xuyến rồi, đói bụng rồi. Đó. Quá trời nhiều những món ăn luôn. Không thiếu món gì. Từ món Việt, món Hàn, món Nhật, món Trung, món ăn đường phố, món ăn truyền thống, món ăn hiện đại đều có hết. Bún Thái 39.200, bún bò 44.100. Đây có những con gà ha, trên này như thế ghi là gà bọc nướng sốt mật ong 127.000 một phần, một phần là một con á, 127.600. Gà bọng thì không biết gà bọng là gà gì cả, nhưng mà nhìn họ nướng lên ha, sốt mật ong nhìn rất là hấp dẫn luôn ạ. Gà bọng sốt mật ong kèm theo đó có tương ớt đầy đủ luôn, cho đi mét luôn. Giá thì đây, bán cho con đồng giá hết, trọng lượng có thể sẽ dịch một xíu thôi ha. Bên này là takoyaki bạch tuộc 34.300. Bên kia là có món há cạo, há cạo Nhật 29.400. Một phần là tầm 6 đến 8 cái nha quý vị. Còn nhiều khu vực quá quý vị ha, thì những khu vực này lần trước Dương đã quay rồi. Thì trong video lần này Dương quay cho quý vị cái không khí tại siêu thị Aeon sau 4 tháng mở tại tầng trệt, tầng hầm của trung tâm thương mại Crescent Mall, thì thực sự còn rất là được đón nhận rất là nhiều quý vị ha. Quý vị thấy không khí bây giờ là 11 giờ hơn á, mà cái khu vực mà ngồi ăn uống á rất là đông rồi. Và khu vực chế biến cũng rất là nhộn nhịp, khu vực quầy tính tiền cũng phải xếp hàng luôn ha. Thực sự cái nhu cầu của khách hàng rất là cao, nếu mà được đầu tư bài bản và mang đến dịch vụ tốt chất lượng cho quý khách hàng thì không bao giờ sợ vắng khách cả. Dạ bến thưa quý vị, thì hiện tại là Dương đang có mặt trên con đường Nguyễn Văn Linh tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh quý vị ha. Thì cách Crescent Mall khoảng cỡ tầm hơn một cây số, thì đã chiếu hình của mọi người là có một cái biểu tượng rất là đẹp luôn, có ghi là Night Town D7, có nghĩa là khu ẩm thực đêm tại quận 7. Thì khu ẩm thực này dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 30 tháng 8, tức là cuối tháng 8 này quý vị ha. Và đây là một cái cổng chào cách điệu theo những tòa nhà chung cư chọc trời tại quận 7. Đó, có ghi là Night Town D7 đây quý vị ạ. Rồi khu vực Night Town này thì sẽ bao gồm khoảng cỡ tầm hơn 200 gian hàng gói gọn trong con đường Nguyễn Văn Linh, con đường Phạm Quang Nghị và con đường Bùi Bằng Đoàn nha quý vị. Đó thì dự kiến sẽ được khai mạc vào cuối tháng này. Và đây là một trong ba khu phố ẩm thực được chính quyền quận 7 dự kiến sẽ tổ chức ở trên khu vực quận 7 để thu hút khách du lịch cũng như là người dân ở các quận huyện khác. Thì ngoài khu phố ẩm thực quận 7 này, tại nằm trên đường Phạm Văn Nghị có tên là phố ẩm thực Sky Garden, thì còn hai phố ẩm thực khác sẽ được triển khai. Thứ nhất là ở trên Hồ Bán Nguyệt, là ngay gần khu Crescent Mall quý vị ha. Thì và thứ ba đó là khu phố ẩm thực Cư Sáng Ngân Hàng, nằm trên khu vực đường Trần Xuân Soạn,
Thì bây giờ Dân đang đứng trên con đường Phạm Văn Nghị nè, bên phía bên kia là chung cư Sky Garden 1, Sky Garden 2 và Sky Garden 3. Thì Dân sẽ chạy một vòng vào phía bên trong nha, để cho quý vị tham quan cái khu vực này, cho những ai mà chưa ghé Quận 7 bao giờ ha, có thể biết được sẽ được triển khai thì nó sẽ khác biệt như thế nào so với thường ngày. Quý vị có thể thấy những cái cửa hàng cơ sở kinh doanh ẩm thực mà có đăng ký với chính quyền trong cái danh sách cửa hàng phục vụ cho ẩm thực buổi đêm Night Town Quận 7 thì sẽ có những cái logo thế kia quý vị nè. Đó, giờ sẽ quay cho quý vị cảnh xem nha. Đó. Đó sẽ gắn một cái logo Night Town D7 ở phía trước cửa hàng của mình. Thì đây là những cửa hàng sẽ tham gia cái chương trình lễ hội ẩm thực tối của Quận 7 thời gian sắp tới. Chính xác hơn đó là khu phố ẩm thực thương mại Sky Garden Quận 7. Thì ngoài khu phố ẩm ngoài những cái gian hàng về ẩm thực á, đồ ăn uống F&B á, thì còn có thêm những cơ sở về lưu trú, về dịch vụ, về mua sắm, khoảng cỡ tầm 250 gian hàng, một khu vực tập trung rất là đông cư dân người nước ngoài sinh sống tại đây ha. Đó, hai bên đường quý vị có thể thấy Coffee House này cũng có những cái logo của phố ẩm thực. Đó, những cửa hàng nào mà có logo đó thì sẽ là phục vụ vào cái chương trình phố ẩm thực đêm Tuesday Golf cũng đều có hết ha. Rồi 30 tháng 8 dự kiến là sẽ khai mạc phố ẩm thực này. Dương sẽ quay cho quý vị một clip chi tiết hơn. Ngoài ra thì đầu tháng 9 cũng có một trung tâm thương mại rất là lớn mở bên Quận 8, hứa hẹn sẽ rất là bùng nổ. Dương sẽ quay cho quý vị sau luôn nhé. Còn bây giờ thì Dương xin kết thúc video tại đây ạ. Một video về không khí tại trung tâm thương mại Russian Mall cũng như là các khu vực quanh Quận 7 cho quý vị được có thêm những trải nghiệm về khu đô thị lớn nhất tại Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng, nằm tại Nam Sài Gòn ạ. Và xung quanh khu vực nội khu của bên con đường Phạm Văn Nghị và Bùi Văn Đoàn cũng đã có những cái bảng LED nữa ha, để chào mừng cho buổi lễ khai trương phố ẩm thực thương mại Sky Garden diễn ra vào cuối tháng này. Đó, buổi tối lên hình lên đèn rất là đẹp nha quý vị ha. Khai trương phố ẩm thực thương mại Sky Garden.